Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 80%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ 18 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ.